Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm biết, trong thời gian gần đây, Nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an mời lên làm việc 5 lần tại số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, sáng ngày 5 tháng 8, có đơn gửi cơ quan điều tra xin được phục vụ cơ quan tố tụng tại nhà riêng vì lý do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Trương Mỹ Lan. Phúc trình bày như sau. Mắc bệnh nhưng Phúc vẫn lợn lờ tham gia các hội nghị nhằm chứng minh bản thân vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, Phúc có tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Thượng Đức tại Quảng Nam với tâm trạng mệt mỏi, bất an và chán trường nên hình ảnh Phúc bị hạn chế đăng trên các mặt báo của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng khẳng định Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận của bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Chúng ta chờ xem công lý có được thực thi hay không. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hiện nay thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm mặc dù mới vừa lên chức Thứ trưởng Bộ Công an nhưng vẫn là người đứng đầu cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an với cương vị là cục trưởng C03. Và đây là hình vợ chồng ông Phúc. Trong thời gian tới, đại tá Nguyễn Quang Phương sinh năm 1976, quê quán Quảng Ninh, hiện là cục phó C03 sẽ lên nắm giữ chức vụ cục trưởng C03 kế nhiệm thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Trước đó ngày 4 tháng 8, Thời báo.d đã loan tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt. Theo đó, ông bị cáo buộc đã nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan, ông Cao Minh Trí, giám đốc truyền thông Trường Phổ thông Duy Tân và ông Phan Quốc Việt, chủ tịch tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Đồng thời vợ chồng ông Phúc đã bị cấm xuất cảnh. Bản tin ngày 7 tháng 8 của Thời báo.d cũng đã loan bà Trần Thị Nguyệt Thu vợ ông Phúc có thể bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán và sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Các bản tin trước đây của Thời báo chấm cũng đề cập đến một loạt nhân vật có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là Trần Thị Nguyệt Thu. Có thể kể đến như sau, Thiếu tướng Công an Đàm Thế Thành là anh em họ đằng mẹ với ông Phúc, có vợ là Bùi Thị Thu Hà, người được bà Thu nhờ đứng tên nhiều tài sản. Hiện tướng Thanh đã ly hôn vợ để tránh bị liên lụy. Và đây là hình ông Vũ Tiến Lộc tặng sách cho Tổng Trọng. Trung tướng Công an Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, từng giúp Phúc khởi tố bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp để trả thù cá nhân. Điển hình là vụ án Vũ Nhâm, Phan Văn Anh Vũ và vụ đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình báo Bộ Công an, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Cục Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Tướng vệ có thể bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ vụ án bỏ lọt tội phạm và tội nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an Yên Bái, đệ tử của Trung tướng Trần Văn Vệ, đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam. Ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là người đã dẫn bà Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu với ông Phúc. Bà Lan nhiều lần nhờ ông Lộc đưa tiền, quà biếu cho ông Phúc hiện ông Lộc đã tự sát chết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhúng chạm trong dự án Đại Ninh Ngày 8 tháng 8, BBC Tiếng Việt cho hay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật liên quan siêu dự án Đại Ninh. Theo BBC, tại kỳ họp thứ 45 vào ngày 7 và ngày 8 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận về vi phạm tại dự án khu đô thị Đại Ninh, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Phó Thủ tướng Lê Minh Khái do liên quan sai phạm tại dự án này. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 8, ông Lê Minh Khái đã bị Trung ương Đảng cho thôi giữ chức vụ bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc lại, ông Lê Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng vào tháng 4 năm 2021, được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực khối kinh tế tổng hợp như kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước. BBC cho biết, sau quyết định ngày 3 tháng 8 của Ban chấp hành Trung ương, ông Khái không còn giữ các chức vụ trong đảng, nhưng vẫn là phó thủ tướng trong chính phủ, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo luật tổ chức quốc hội năm 2014, Phó Thủ tướng là chức danh được quốc hội phê chuẩn từ đề nghị của Thủ tướng. Do đó, việc bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng cần cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền trình lên Quốc hội. Do Quốc hội chưa có cuộc họp bất thường nào và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có thông báo việc miễn nhiệm ông Khái, nên hiện ông vẫn giữ chức Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết ông Khái có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật của đảng, gồm cảnh cáo, khiển trách, cách chức hoặc khai trừ sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phó Thủ tướng Thái liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có diện tích lên đến gần 3.600 hecta với tổng vốn đầu tư là hơn 25.200 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án này trải rộng trên địa bàn 4 xã như Phú Hội, Ninh Gia, Hà Hy Ni và Ninh Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. BBC dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, đã xảy ra tổng cộng 24 vụ vi phạm tại dự án Đại Ninh, bao gồm 4 vụ phá rừng với diện tích hơn 3.500m2, 20 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép rộng hơn 37.600m2. Chủ đầu tư đã để mất hơn 368 hecta, trong đó bị phá mất 257 hecta và người dân lấn chiếm 111 hecta. Vẫn theo BBC, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng là nhân vật cấp cao nhất bị khởi tố trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Và đây là hình Phó Thủ tướng Lê Minh Khải. Ông Dũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự vào ngày 30 tháng 4. BBC nhận định, cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ trong vụ án tại dự án Đại Ninh một trong những uẩn khúc là việc thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận số 929 vào tháng 6 năm 2020, đề xuất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án. Tuy nhiên, sau đó một năm, thanh tra chính phủ lại sửa đổi kết luận này cho phép gia hạn sử dụng đất. BBC đặt câu hỏi, việc thay đổi này có đúng quy định và hợp lý hay không? Đã có những tác động nào dẫn đến việc thay đổi này không? Việc bắt giữ ông Mai Tiến Dũng, một quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được coi là một bước quan trọng trong quá trình điều tra làm rõ vụ án này. Giờ đây, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo và ban cán sự đảng tỉnh Lâm Đồng được xác định là có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án này. Và việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bị đề nghị kỷ luật cho thấy vụ việc có thể còn có những diễn biến nghiêm trọng hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhúng chàm trong dự án Đại Ninh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.